Rồi, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay nhà mình sẽ làm món lẩu nha các bạn. Và lẩu ngày hôm nay sẽ có tôm, có bạch tuộc, thịt bò, bò viên. Và món lẩu ngày hôm nay sẽ ăn cùng với rau muống, rau nhút, bông bí, nấm kim chi, bắp cải, bắp cải thảo. Rồi, bắp cải thảo. Và đầu bếp ngày hôm nay sẽ là bà Tám. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp chuyên nhà này của mình ha. Mình sẽ nhường sân khấu lại cho bà Tám. Món lẩu của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món lẩu này với gia đình của mình ha. Bây giờ mời các bạn nghe. Không để con trời. Nó gầu gì vậy?
Thầy mời tất cả các bạn con tôm. Con muốn ăn bạch tuộc. Tôm đi các bạn. Mời tất cả các bạn con bạch tuộc nha. Vô nè. Nước cho ăn được không? Đọt không ăn. Còn bí á. Còn bí không ăn được. Còn ăn cái đó thì cho ăn bí á. Thấy đọt không ngon. Nó ngon à? Bí để ăn bí ăn được. Bí cũng vô chứ ăn không cứng. Chú ăn đi chú mời. Nè, ba cái đó còn nóng đó, ăn cạn chứ đi. Càng ngon. Nó chưa có ăn được, từ từ. Đúng nha, nó sôi hả? Ăn này nè. Nó bạch tuộc hay để nãy con hả? Ừ. Đúng, đúng cửa mấy đứa là dạ. Có lúc mới vô á. Bắt lần rồi. Để ăn con bạch tuộc coi. Nãy giờ hả? Ăn gì mà dữ, nấu rồi ăn. Hết luôn. Cà nội đi nấu con. Bà nội bỏ bên kia kìa, ngồi cho con ăn. Mày đã đâu có ăn đâu. Chứ mùa này có ăn cơm, có cơm thôi. Thôi thôi. Thôi không, chán vậy. Thôi. Đi ăn cơm đi con. Dạ. Ăn cơm đi. Không. Thì đó biết. Điểm ăn cái đó gì ra, gì đó gấp ăn đi chứ. Ăn bình thường nhưng mà ngại. Cái gì con ăn? Có gì? Chú kêu nắng là nắng, chú hết rồi mới về đâu không hả? Tao mà loạn không mà loạn. Để lúc vô hỏng rồi à.